Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn nhé. Thì trong buổi chiều muộn ngày hôm nay em sẽ giới thiệu một cái mẫu xe hầm rất là hầm hố đây. Chiếc Hyundai Tercan được sản xuất năm 2003 với cái động cơ là 3.0 anh chị nhé. 3.0. Một cái mẫu xe mà 5 ghế ngồi gầm cao, đằng sau là có một cái két sắt anh chị nhé. Đây là một cái mẫu xe chuyên dụng của ngân hàng. Đấy. Con này là tên ngân hàng anh chị nhé, tên ngân hàng Agribank, được sản xuất năm 2003. Đấy. Từ ngân hàng đã xuất sang hóa đơn tư nhân nên là anh chị nào mà muốn mua chiếc mẫu xe từ Hyundai Tercan này ấy, thì là bên em sẽ rút hồ sơ về để anh chị sang tên chính chủ anh chị nhé. Đó, đằng sau các bác nhìn thấy là lạ không ạ? Đằng sau nó là cái chỗ chở tiền đấy nhá. Đây là một cái mẫu xe chuyên dụng của ngân hàng Agribank. Đấy. Đăng ký vẫn mang tên ngân hàng Agribank anh chị nhá. Đó, đằng sau là một cái két sắt đây này. Trông rất là hầm hố luôn. Với cái động cơ là 3.0. 3.0 anh chị nhá. 5 ghế ngồi. Một cái mẫu xe hoàn toàn là không tai nạn đâm vai gì cả. Đang được bên em bán mức giá là 158 triệu đồng. 158 triệu đồng cho một cái mẫu xe mà với khối động cơ là V6 3.0 anh chị nhá. V6 3.0 gốc Hà Nội luôn. Cái đèn pha nó hơi mờ chút thì sau video này sẽ mang đi đánh bóng và xử lý hai cái đôi cái đèn pha này làm sao nó sáng quắc cho anh chị. Và chị chỉ việc sử dụng thôi. Đây đèn pha tích hợp luôn cả đèn bi xe lông anh chị nhá. Đấy, đèn dưới cũng là đèn bi. Tổng hợp là có 4 chiếc đèn bi xe lông. Đó. Sơn xi đây. Hay là gầm bệ này, cực kỳ là chắc chắn luôn. Hai cầu. Hai cầu anh chị nhá. Đó. Ghế lỉ nguyên bản theo xe anh chị nhá. Xe của ngân hàng đi nên là đây là sử dụng được 19 vạn này, 19 vạn, hai cầu, số sàn 3.0. Đấy, cài cầu bằng nút phím điện đây nha anh chị nhá. Đấy, cài cầu đây. Hai cầu còn đủ anh chị nhá. Hai cầu còn đủ, không hề mất một cầu nào. Đó, nội thất rất là đẹp luôn. Táp lô, táp ly. Các bác nhìn nhá. Tất cả những hệ thống này nguyên bản theo xe. Đấy. Cảnh báo hay đèn đóm gì đó này. Điều hòa đầy đủ nhá. Đấy. Bốn kính chỉnh điện. Gương này thì chúng ta sẽ chỉnh cơ. Đấy, chỉnh cơ nha. Ghế lỉ nguyên bản theo xe này, sàn lỉ đen này. Nguyên bản hết anh chị nhá. 158 triệu đồng cho một cái mẫu xe 5 ghế ngồi gầm cao, xe chuyên dụng của anh ngân hàng. Đấy, một cái mẫu xe cực kỳ là chắc chắn luôn, cực kỳ là chắc chắn anh chị nhá. Ngân hàng nông nghiệp Agribank. Đấy. Mẫu xe này người ta để dành để chở tiền nên là nó phải chọn những mẫu xe làm sao nó bền thật, nó bền bỉ. Đấy. Mức tiêu hao nhiên liệu trước này tầm khoảng 12-13 lít cho 100 km anh chị nhé. 12-13 lít cho 100 km. Thì mẫu xe Hyundai Tercan này. Đấy. Ngoài xe thì nó cũng về cái vết sơn xi nó hơi xấu một chút thì xe mới về. Thì sau cái video này ngày mai em sẽ mang đi đánh bóng, tỉa sơn, dọn dẹp nội thất trong ngoài. Và anh chị chỉ việc sắt đi thôi, bảo dưỡng phanh pháo gầm bệ anh chị nhé. Đấy, 4 kính chỉnh điện đây. Đó. Ghế lỉ em cứ rất là kết cái bộ ghế lỉ này. Ghế lỉ đen này. Khi mà chúng ta mang đi dọn sơn thì mà chúng ta mang đi chúng ta dọn thì là nó sẽ rất là đẹp này. Đó. Ghế lỉ này. Chân lỉ nguyên bản theo xe này. Đó. Keo chỉ thì nó là cam kết với anh chị là hoàn toàn không mất một phân keo chỉ nào nhé. Không mất một phân keo chỉ nào. Nguyên bản theo xe hết. Đấy. Nòng trong vẫn còn rất là zin. Xe sử dụng được 19 vạn. Rất là khỏe luôn. Điều hòa đầy đủ chị nhé. Đấy, rất là lạnh luôn. Đây là tăng độ sán tăng lô này. Cầu chúng ta cài cầu ở đây. Được. Đây là động cơ của nó, động cơ V6 ấy chị nhá. Phanh ABS đầy đủ đây. Đó. Động cơ V6 phanh ABS đầy đủ, nhập khẩu nguyên chiếc. Đấy, nhập khẩu nguyên chiếc của anh
anh nhập khẩu nguyên chiếc của anh Hàn Quốc nhé. Đấy, sản xuất năm 2003. Đấy, con nhà biết rồi đây. Hai cầu đủ. Động cơ là V6 này. Máy khô, rất khô luôn. Mà mẫu xe này về là anh chị nào đi đường đồi núi, đường rừng rất hay này, vì nó rất là khỏe. Nó rất là khỏe anh chị nhé. Khi mà chúng ta không để ý thì khoảng xăng cộ thì con này tầm khoảng 13 lít. Đây 13 lít thì nó cũng là một con, nó ăn xăng cũng phải nói là cũng hơi ăn một chút. Đấy, gấp đôi những cái gọi là gấp đôi một chiếc Vios, nhưng mà đi dòng này rất là sướng. Giá cả nó cũng rất là hợp lý thôi. Đấy mà nó là đặc biệt, nó là một cái dòng xe rất là bền nhá. 158 triệu đồng thôi. Anh chị nào kết thì alo cho em Quang, số điện thoại là 0358 286 286, em Quang Hải Dương nhá. Thì gặp lại tất cả quý chị và các bạn theo những video sau.